Thì anh chị em mình lấy xe tại cửa hàng thì đang được giảm giá rất nhiều các dòng xe này, đặc biệt là SH nha. Đáng đường này xả từ 2 triệu cho tới 4 triệu à. Đúng rồi, đấy, SH em đang xả rất nhiều luôn. Anh chị em nào mà quan tâm đến SH thì liên hệ cửa hàng xe máy Cao Lê hoặc liên hệ số nhà 497A Nguyễn Tri Phương, Dị An, Bình Dương để biết thêm chi tiết nha anh chị em mình nhé. Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Chợ Bình Dương 24 giờ. Trong clip này mình sẽ quay một cái lô xe mới về cho anh chị bạn ha, đủ tất cả các dòng ha. Click này, Vision này, AB này, Novo này, SH này và nhiều dòng xe khác ha. Tycoon, Tayga có đủ, xe đi làm có luôn. Địa chỉ là 497A Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, Dị An, thành phố Dị An, Bình Dương. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có chị Hà sẽ hỗ trợ giới thiệu, mời chị Hà. Hello, chào anh chị em và các bạn lại đang xem like nhé. Nhớ like, chia sẻ ủng hộ em nha. Hôm nay lại tiếp tục một lô xe mới phục vụ tất cả anh chị em mình dịp cuối tuần này, đủ các dòng xe tầm trung, tầm vừa, tầm cao cấp và số ga côn bên em đều có nha anh chị em mình nhé. Vâng, cảm ơn anh chị em rất nhiều, kính chúc anh chị em mình cuối tuần vui vẻ nhé. Em và Việt đi like cập nhật giá xe những dòng xe mới về cùng với những dòng xe đang có tại cửa hàng. Anh chị em mình ở gần tranh thủ bớt chút thời gian ghé xem xe ủng hộ em nhé. Địa chỉ của em thì vẫn là 497A Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương. Bên cửa hàng em là có mua bán này, có trao đổi này, có hỗ trợ trả góp và có hỗ trợ ship xe cho anh chị em mình luôn nhé. Vâng, không để anh chị em mất thời gian lâu nữa, em và Việt đi like cập nhật giá xe những dòng xe mới về cho anh chị em mình nhé. Nhớ like, chia sẻ ủng hộ nha anh chị em mình nhé. Nên em có chiếc AB cam đen lên Thái đẹp tuyệt vời luôn đây anh chị em mình. 2010 FI full xăng điện tử cam đen lên Thái nha anh chị em mình nhé. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Biển số 67 An Giang nha anh chị em. 67 An Giang này. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 15 triệu 900 ngàn đồng nha anh chị em mình nhé. 15 triệu 9. Ai kết chốt ủng hộ em nè. Đó, anh chị bạn ở xa thì mình có thể là đặt cọc thì bên chị Hà sẽ hỗ trợ ship xe. Đúng rồi, anh chị em ở xa thì thích chiếc xe nào chụp hình màn hình lại gửi qua Zalo dùm em. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết rõ ràng, anh chị em mình chốt xe đặt cọc 2-3 triệu em ship cho các anh chị nhé. Cửa hàng em bao phí ship cho anh chị em mình luôn. Còn ai lấy xe tại cửa hàng em bớt lộc lá nhé, tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm đầy đủ cho anh chị em mình. Vâng, tiếp theo trước màn hình tất cả anh chị em mình là một chiếc xe AB phiên bản 2017, trắng xám đen 3 màu phối hợp. Xe này biển số 67 An Giang luôn nha anh chị em mình. Bán anh chị em mình với giá là 20 triệu 500 ngàn đồng. 20 triệu 500. 2005 nhé, AB 2017, đèn LED cao cấp nha anh chị em mình. Rồi, Winner V1. Ai thích xe côn mình lấy xe côn này, Winner 2018. Siêu cọp luôn mà máy móc nguyên zin luôn này. Đấy. Xe cực đẹp nha anh chị em mình nhé. Khá liền lạc luôn, biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đấy, Winner mà giá cực rẻ luôn anh chị em mình này. Winner V1 ngày xưa mua mới nó 48, 49 triệu. Hôm nay chỉ còn lại có 16 triệu 500 ngàn đồng thôi nha anh chị em mình nhé. 16 triệu 500 ngàn. Đấy, 16 năm này. Còn được bớt lộc này, còn được tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm cho anh chị em mình nữa này. Còn lại có bao nhiêu tiền đâu, một chiếc xe Winner đâu. Người ta đi người ta lỗ rất nhiều rồi, giờ anh chị em mình đi không có lỗ bao nhiêu hết ha. 16 năm cho một chiếc xe Winner V1 150 nha anh chị em mình nhé. Rồi, tiếp tục Vision. Em mới về một chiếc xe Vision 2014 màu xanh nhám này anh chị em mình nè. FI full xăng điện tử. Xe này biển số 65 Cần Thơ nha anh chị em mình. 65 Cần Thơ. Đấy. Xe cực kỳ đẹp, máy móc êm zin. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 12 triệu 900 ngàn đồng nha anh chị em. 12 triệu 9. 12 triệu 900 ngàn đồng cho một chiếc xe Vision khá là đẹp luôn. Ai kết chốt anh chị em mình nhé. Xanh nhám, biển 65 Cần Thơ. Rồi. Vâng, em mới về một chiếc xe Grander phiên bản 2015-16 nha anh chị em mình. Biển số 70 Tây Ninh. Màu đen bóng cũng khá là đẹp luôn này. Liền lạc cứng cáp cho anh chị em mình nhé. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 15 triệu 900 ngàn đồng luôn. Ai kết chốt nha anh chị em. Grander 125 FI full xăng điện tử này, 15 triệu 900 ngàn đồng. Ai kết chốt được nha anh chị em mình nhé. Tiếp tục AB nữa này. Đem về chiếc AB 2008 bình xăng cơ lên Thái,
màu đỏ đen anh chị em mình nè. Đây, móc máy móc cực êm luôn nhá. Máy rất là êm luôn nè. Xe này biển số 61 Bình Dương nha anh chị em. 61 Bình Dương này. Bán anh chị em mình 9 triệu 900 ngàn đồng thôi nhá. À, 9 triệu 9. Đấy, 9 triệu 9 thôi là anh chị em mình sở hữu một chiếc xe AB lên Thái rồi. 208 bình xăng cơ lên Thái nha. Vâng, ai thích Novo 5 mình có Novo 5 nè. Này Novo 5 siêu cọp luôn nha anh chị em mình nhá. Cực kỳ đẹp luôn. Màu đỏ đen, máy móc êm rin. Đấy. Xe này biển số 71B1 60994. Này ông anh mấy hôm là mang Attila đổi Novo 5, hôm nay mang Novo 5 đổi Novo 6 nè, lên đời từ từ nè. Siêu cọp nha anh chị em mình nhá. Máy móc êm zin cho anh chị em mình cho một chiếc xe Novo 5 cực kỳ đẹp luôn. Lâu lâu mới có chiếc đẹp như này nhá. Biển số 71 Bến Tre. Em bán anh chị em mình với giá là 8 triệu 900 ngàn đồng nha anh chị em. Ok. 8 triệu 9 cho một chiếc xe Novo 5 125. Rồi, tiếp tục AB. Này là AB 2015. FI full xăng điện tử màu đen nhám khá đẹp luôn này anh chị em mình nè. Biển số 47 Đắk Lắk nhá. 47M1 10738. Vâng, chốt đơn bán anh chị em mình với giá 16 triệu 300 ngàn đồng nha anh chị em. 16 triệu 300. 63. Ai ít tiền hơn có thể mình lấy chiếc AB đầu bò nè. Này, FI full xăng điện tử 2011-12 nha anh chị em mình nhá. Máy móc cực êm luôn nè. Hết xăng mất rồi. Hết xăng nhá, kiếm đi xăng đổ đây. Đấy. Máy móc êm ru cho anh chị em mình. Đầu bò đỏ xám nha anh chị em mình. Khá liền lạc luôn, biển số 61 Bình Dương. Em bán anh chị em mình với giá là 10 triệu 300 ngàn đồng thôi nhá. 10 triệu 300 ngàn đồng cho một chiếc xe AB đầu bò màu đỏ xám rất chi là đẹp, biển số 61 Bình Dương. Ai kết chốt nha anh chị em mình. Rồi, quay siêu nhân. Ai thích xe số mình lấy xe số đi làm này. RX siêu nhân. Máy 110, máy cực chất luôn, biển số 83 Sóc Trăng nha anh chị em mình nhé. Bán anh chị em mình 8 triệu 300 ngàn đồng thôi. 8 triệu 3. 8 triệu 3 cho một chiếc xe quay RX siêu nhân. Rồi, tiếp tục con Lick. Vâng, đem mới về một chiếc Lick này, phiên bản 2015 này. Màu trắng đen. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Đấy. Xe rất chi là đẹp, máy móc êm ru cho anh chị em mình nè. Chốt đơn bán anh chị em mình với giá là 15 triệu 900 ngàn đồng thôi nha anh chị em mình nhé. Okay. Lít 125 FI full xăng điện tử 2015-16 nha anh chị em mình. Rồi 15 triệu 900 ngàn đồng. Ai kết chốt nha cả nhà thân yêu nhé. Rồi. Đem có chiếc là... Elegant 50cc nè. Siêu cọp luôn nha. Đen nhám cực kỳ đẹp luôn. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Chốt đơn bán anh chị em mình 12 triệu 500 ngàn đồng. Xe này mới chạy có 7.000 cây thôi nha anh chị em mình. Chạy 7.000 cây thôi, cực kỳ đẹp. Máy móc êm zin. Cho con em mình đi học đi làm, không cần bằng lái nha anh chị em mình nhé. Xe 50cc. Con này là Luviat. Đây là Luviat, bình xăng cơ này. Biển số 60 Đồng Nai nha anh chị em mình nhé. Bán anh chị em mình 8 triệu 500 ngàn đồng. Luviat, bình xăng cơ. Con này là Elegant. Vâng, chiếc Elegant 50cc nữa anh chị em mình này, 2023 này, biển số 95 Hậu Giang. Màu xanh đen đẹp tuyệt vời luôn nhé. Con này 11 triệu 900 ngàn đồng. Đấy, ai thích màu đen lấy màu đen, ai thích màu xanh lấy màu xanh. Điều là Elegant 50cc này. Ai muốn rẻ hơn mình lấy Cúp 50cc này, 2021, biển số 61 Bình Dương. Em bán anh chị em mình với giá 9 triệu 500 ngàn đồng nha anh chị em mình nhé. 9 triệu 5, ok. Còn bên này là Mio Classico. Biển số 71 Bến Tre. Em bán anh chị em mình 7 triệu 300 ngàn đồng thôi nhé. 7 triệu 3 cho một chiếc xe Mio Classico. Click. Vâng, đây một chiếc Click nhỏ, phiên bản 2011. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Em bán anh chị em mình với giá là 9 triệu 500 ngàn đồng nha anh chị em. 9 triệu 500. Đấy. Rồi. Bên trong đây em đang còn rất nhiều các mẫu xe này. Anh chị em tiếp tục theo chân em và Việt vào trong nhà để tiếp tục cập nhật một kho xe cho mọi người này. Đấy. Cuối tuần thì anh chị em mình lấy xe tại cửa hàng thì đang được giảm giá rất nhiều các dòng xe này, đặc biệt là SH nha. Đáng đường này xả từ 2 triệu cho tới 4 triệu à. Đúng rồi. Đấy, SH em đang xả rất nhiều luôn. Anh chị em nào mà quan tâm đến SH thì liên hệ cửa hàng xe máy Cao Lê
hoặc liên hệ số nhà 497 Nguyễn Tri Phương, Dị An, Bình Dương để biết thêm chi tiết nha anh chị em mình nhé. Em sẽ like bên này trước và em sẽ cập nhật SH đại hạ giá cho mọi người luôn. Chiếc này Novo 5 này, biển số 48 Đắk Nông, bán anh chị em mình 11 năm, xe 2016 125 FI phun xăng điện tử. Vâng, chiếc Vision màu đỏ tươi, biển số 69 Cà Mau này. Xe này hôm nay em đang giảm 1 triệu nha anh chị em mình nhé. 19 năm rồi giảm 1 triệu là bán anh chị em mình 18 năm. 18 năm. Rồi. Chiếc AB này AB. 125 FI phun xăng điện tử 2017 này. Đèn LED cao cấp biển 93 Bình Phước. Con này là 19 triệu 900 ngàn đồng. Hôm nay em bán anh chị em mình 19 triệu 500 ngàn đồng nha anh chị em. Ok. Tiếp vâng, tổng. Chiếc Vision này biển số 62 Long An, phiên bản 2017-18 luôn. Bán anh chị em mình 18 triệu 900 ngàn đồng luôn nha anh chị em mình nhé. Còn bên này là con không? Ai ít tiền hơn mình lấy chiếc Vision mẫu cũ này, phiên bản 2014, biển số 61 Bình Dương, màu đen bóng. Em bán anh chị em mình 11 triệu 900 ngàn đồng. Rồi, con này thì có SH Mod này mọi người. SH Mod này có gì được có 2 con à? Chiếc này là màu xanh nhám, phiên bản 2014, biển số 59, thành phố Hồ Chí Minh. Giá cực kỳ yêu thương, chỉ có 29 triệu 900 ngàn đồng thôi. Vâng, anh chị em mình lấy xe tại cửa hàng Bớt Lộc 500 nhé. Và chiếc này. SH Mod này nữa này, phiên bản 2017, màu đỏ đô nha anh chị em. Phiên bản khóa thông minh cao cấp, biển số 59, thành phố Hồ Chí Minh luôn nè. 34 triệu 900 ngàn đồng, rồi lấy xe tại cửa hàng em Bớt Lộc 500k nha anh chị em mình nhé. Chúng em để sát giá rồi em Bớt Lộc lá cho anh chị em mình thôi này. Ai kết chốt nha anh chị em. Rồi. Này, khá đẹp luôn. Tiếp tục, Vario 125. Vario 125 phiên bản 2022, chạy 10.000 cây, vỏ trước sau zin theo xe. Biển số 79 em bán anh chị em mình 305. Này Bớt Lộc 500 đi, còn 30 triệu thôi nhá. Rồi. Vario này 150 phiên bản 2020, biển số 61 Bình Dương nha anh chị em mình, màu đỏ nhám này. 31 năm, hôm nay em giảm 500k lộc, bán anh chị em mình 31 triệu nè. Vâng, riêng chiếc SH này nè, 85 năm. Hôm nay em giảm còn 82 triệu thôi, là chiếc này em đã xả lỗ, chứ không phải là giảm đấy nhá, xả lỗ 3 triệu 500 ngàn đồng rồi nè. Xe này 2020 mới chạy có 5.900 cây, bao vỏ trước sau nguyên zin theo xe, thắng ABS nha anh chị em mình nhá. ABS chống trượt trước sau luôn nè. Đấy, còn 82 triệu nha anh chị em. Biển số 61 Bình Dương, chính chủ bao công chứng. Vâng, rồi. Xe này em đang giảm anh chị em mình 2 triệu rưỡi luôn này. 47 năm hôm nay em xả lỗ bán anh chị em mình 45 triệu thôi. 2016 150 lên full ý. Biển số 61 Bình Dương luôn nha anh chị em mình nhá. Đấy, lên full ý rất là đẹp. Tiếp tục vào 125. Vario 125 này phiên bản 2023 nha anh chị em mình nhé. Biển số 95 Hậu Giang, 28 triệu 500 ngàn đồng. Rồi hôm nay Bớt Lộc cho anh chị em mình 500, còn 28 triệu nè. Rồi SH 150. Rồi chiếc SH 150 2018 này bỏ trước tin theo xe, chạy 8.000 cây này. Rồi hôm nay xả lỗ cho anh chị em mình này 72 triệu 500. Hôm nay em bán anh chị em mình 70 triệu luôn nhé. Thắng ABS chống trượt trước sau đàng hoàng nha anh chị em mình nhé. Vỏ trước sau zin theo xe đúng đời đúng đắt. Cặp vỏ trước sau cặp zin nha anh chị em, chạy 8.000 cây. Đấy, ai kết chốt nha anh chị em mình. Ai thích mẫu 2018 mình lấy 2018, ai thích mẫu 2020 mình lấy 2020. Dòng xe bỏ mẫu này rất nhiều anh chị em đang ưa chuộng nhá. Đấy, ai kết chốt của em. Lâu lâu mới có một con mẫu đó. Lâu mới có chiếc đẹp như vậy thôi. Đây em có chiếc Vision này anh chị em mình. Vision xanh đặc biệt nè mọi người. Vision xanh phiên bản đặc biệt 2021-22 nha anh chị em mình nhá. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Em bán anh chị em mình với giá 26 triệu 900 ngàn đồng. Phiên bản khóa thông minh cao cấp nha anh chị em mình. Rồi tiếp tục con Vario 125. Vâng, đây chiếc xe Vario 125 phiên bản 2020. Xe này đang bọc keo nguyên con luôn. Khóa thông minh nha anh chị em mình nhá. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Em bán anh chị em mình với giá 28 triệu 500 ngàn đồng. 28 triệu 500. Ai kết chốt ủng hộ okay. Em nè. Tiếp tục Vao 2023-24 này, mẫu vâng, mới này. Phiên bản 2023 mới chạy 6.900 cây, biển số 61 Bình Dương nha anh chị em mình nhá. 29 triệu 900 ngàn đồng. Đấy, ai kết chốt nha anh chị em mình. Rồi, Vao 150. Vâng, chiếc này là Vario 150 màu xám bạc nè anh chị em mình nè. Biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh, 31 năm nha anh chị em mình. 31 triệu 500 ngàn đồng phiên bản 150.
Tiếp tục Vision cá tính. Vâng, chiếc này Vision phiên bản cá tính 2021 này, màu đen nhám cực kỳ đẹp luôn, 28 năm rồi, hôm nay bán anh chị em mình 28 triệu luôn. 28 triệu luôn. Chiếc màu xanh nhám 2022 cũng đã về với anh trai ở gần đây. Anh trai đã từng mua một chiếc xe Future mà có số 79 đuôi, anh trai nói. Anh kết mấy chiếc xe nhà em mà anh mua về từ ngày mua về đi đá gà không thua phát nào. May mắn à. Rất là may mắn luôn. Cảm ơn anh trai và chúc anh trai luôn gặp nhiều may mắn để mua xe ủng hộ em nữa này. Ok. Mua thêm một chiếc rồi, hôm nay mua thêm một chiếc Vision xanh nhám nữa rồi. Cao cấp này mọi người. Vision phiên bản cao cấp, biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị em mình nhé. 26 triệu 900 ngàn đồng. Đấy, 269 nha anh chị em. Rồi. Tiếp tục con này Vision. Chiếc này Vision 2022 nữa nha anh chị em mình nhé. Chạy 6.900 cây này. Biển số 63 Tiền Giang. Bán anh chị em mình 27 triệu 9. Nói chung là cờ bạc bán đỏ bán đen chứ đâu có ai dạy đem tiền đi cho. Rồi. Xui thì phải chịu chứ hên thì không phải nói rồi, đúng không các anh chị em mình? Tiếp tục Vision cao cấp nữa. Vision phiên bản 2020 này, khóa thông minh cao cấp màu đỏ đô anh chị em mình nhé. Biển số 50 thành phố Hồ Chí Minh, xe cực kỳ đẹp, máy móc engine. Em bán anh chị em mình 22 triệu 500 ngàn đồng. Anh kết chốt ủng hộ em nha. Tiếp tục còn Future. Future LED phiên bản 2020, bánh mâm thắng đĩa FI full xăng điện tử này, màu đỏ đô anh chị em mình nhé. Biển số 62 Long An. Em bán anh chị em mình với giá 23 triệu 900 ngàn đồng. 23 triệu 9. Anh kết chốt nha anh chị em mình. Sonic. Sonic màu cam đen, chính chủ bao công chứng 31 năm, hôm nay bán anh chị em mình 30 triệu 500 thôi nhé. 30 triệu 500. Nói chung tất cả các dòng xe tại cửa hàng anh chị em mua đều được bớt lộc lá, anh chị em mình cứ yên tâm nha. Rồi. Vâng, đây chiếc AB phiên bản 2020-21. Phiên bản Black màu Edison. Đen nhám nha anh chị em mình nhé. Biển số 74 Quảng Trị. Em bán anh chị em mình 29 triệu 900 ngàn đồng, 31 năm hôm nay em giảm, em bán anh chị em mình 29 triệu 9 nha. À quên, xin lỗi, 30 triệu 9 nhé. 30 triệu 900 ngàn đồng. Đấy, ai kết chốt này. Đây chiếc xe Vario 150 nữa anh chị em mình nè. Biển số 62 Long An. Em bán anh chị em mình với giá là 29 triệu 500 ngàn đồng thôi nhé. 295 cho một chiếc xe Vario đỏ nhám 2019. Khá đẹp luôn, máy móc engine. Vâng, chiếc AB 2017 này, biển 69 Cà Mau màu xanh xám nha anh chị em mình nhé. Bán anh chị em mình 19.8. Này bán 19.5 cho anh chị em mình luôn. Ok. Rồi, màu đen. AB 2018 phiên bản khóa thông minh cao cấp màu đen nhám siêu cọp luôn này anh chị em mình, lại biển số 67 An Giang. 22 triệu 900 ngàn đồng. 22 triệu 9 nha anh chị em mình nhé. Tiếp tục con màu vâng, cam đen. Màu cam đen, biển số 7 An Giang này, 20 triệu 500, nay bán 20 triệu cho mọi người luôn này. Và chiếc đen bóng kết hợp với màu xám bạc này. 2018 biển số 68 Kiên Giang. Em bán anh chị em mình 20 triệu 900 ngàn đồng. Anh kết chốt nha anh chị em mình nhé. Tiếp tục AB màu trắng đen. AB màu trắng đen, biển số 84 Trà Vinh. Em bán anh chị em mình 20 triệu 300 ngàn đồng. 300. Và chiếc màu đỏ xám, bán anh chị em mình 20 triệu 900 ngàn đồng. Anh kết chốt nha anh chị em mình nhé. Tiền sắp về rồi sao cười mỉm vậy? Rồi, Ed giờ đang kẹt tiền mà nghe nó nói đến mùi tiền là người cười mỉm là sao nhỉ? Exide phiên bản 150 này, đèn led 3 khoang, đồng hồ điện tử nha anh chị em mình nhé. Màu xám cam rất chi là đẹp luôn. Biển số 74 Quảng Trị. Em bán anh chị em mình 22 triệu 500 ngàn đồng. 22 triệu 500. Này bán 20 triệu, à quên, 22 triệu nha anh chị em mình. 22 triệu nha anh chị em nhé. Chiếc màu đen nhám này 22 năm rồi, hôm nay bán 22 triệu luôn. Biển số 37. Đang xả mọi người. Đang xả luôn này. Lại lắm tiền. Riêng chiếc đỏ nhám hôm nay em xả 1 triệu luôn này. Con này 25 năm hôm nay em bán 24 năm cho anh chị em mình nha. 2021 luôn. Đẹp tuyệt vời luôn đó. Biển số 74 Quảng Trị luôn. Ok. Rồi AB. AB 125 FI full xăng điện tử màu đỏ đen, biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Bán anh chị em mình 16 triệu 200 ngàn đồng. Vâng, chiếc màu cam đen, biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh luôn này. Bán anh chị em mình 15 triệu 900 ngàn đồng luôn nhé. Đấy, ai kết chốt ủng hộ em này. Chiếc AB này 2017, biển số 95 Hậu Giang này. Đỏ xám đen 3 màu phối hợp. Em bán anh chị em mình 20 triệu 500 ngàn đồng. 50 triệu 500. Biển số 95 Hậu Giang nha anh chị em mình. Rồi. Lít 2018 màu trắng đen nha anh chị em mình nhé.
mẫu 2018-19, biển 61 Bình Dương. Em bán anh chị mình với giá là 21.900.000 đồng. Vâng, chiếc này là phiên bản khóa thông minh cao cấp 2018, biển số 38 Hà Tĩnh. Chính chủ bao công chứng, bán anh chị em mình 22.500.000 đồng. 22.500. Chiếc này 2019, biển số 61 Bình Dương. Em bán anh chị em mình với giá 22.300.000 đồng nha anh chị em mình nhé. Phiên bản màu mới, màu xanh đen siêu cọp luôn anh chị em mình ơi. Này, đen bóng của xanh đen, như xanh đen rất là đẹp nhé. Đấy, liền lạc cứng cáp, máy móc êm rin 2019, cực kỳ đẹp luôn nha anh chị em mình. Ai kết chốt ủng hộ em nhé. Bên này thì có ẹt phiên bản đặc biệt đó, phiên bản đô xô mọi người. Phiên bản đô xô này, ẹt màu rất là dễ thương luôn này. Mâm đằng trước màu đen, mâm đằng sau màu xanh. Biển số 60 Đồng Nai nha anh chị em mình nhé. Đèn LED 3 khoang, đồng hồ điện tử. Mà giá thì cực kỳ yêu thương luôn, chỉ có 21.900.000 đồng thôi nha anh chị em mình. Biển 60 Đồng Nai này. Đây, ai kết chốt nha anh chị em mình nhé. Rồi, tiếp tục. Ai ít tiền hơn mình lấy cái mẫu ẹc 2016-17 này, biển số 59 Thành phố Hồ Chí Minh. Em bán anh chị em mình với giá 17.300.000 đồng. 17.300. Vâng, chiếc này cũng biển Thành phố Hồ Chí Minh luôn, em bán anh chị em mình 17 năm, màu xanh bạc nha anh chị em mình. Đấy, cuối tuần là chủ nhật rồi anh chị em mình ghé tham quan mua sắm, lựa chọn cho mình những chiếc xe đẹp phù hợp với túi tiền và công việc của mình để làm phương tiện đi lại nha anh chị em mình nhé. Rồi, Vision màu đen nhám này. Vâng, đây chiếc Vision màu đen nhám phiên bản 2017-18 nha anh chị em mình. Biển số 61 Bình Dương. Em bán anh chị em mình 18.900.000 đồng nhé. 18.900. Còn bên này. Vâng, Vision phiên bản 2020, biển số 62 Long An, phiên bản khóa thông minh cao cấp. Em bán anh chị em mình 22.000.000 đồng nhé. 22 triệu. Tiếp tục, khóa màu thông đỏ minh. Tươi nữa. Đỏ tươi, chiếc này cũng 22 triệu luôn, biển số 62 Long An luôn nha anh chị em mình. Rồi, khóa thông minh cao cấp nhé. Màu đen. Chiếc màu trắng đã về với anh trai ở cái gì ta, Tiền Giang. Gò Công, Tiền Giang nè. Chắc hôm nay là nhận được xe rồi. Vâng, chiếc Vision đen nhám này biển số 72 Vũng Tàu nha anh chị em mình nhé. Bán anh chị em mình 17.500.000 đồng. Rồi, vâng, chiếc Vision màu trắng đen này biển số 67 An Giang này, em bán anh chị em mình 17.900.000 đồng. 17.900. Tiếp tục màu trắng Vision sữa. Vision màu trắng sữa biển 62 Long An, em bán anh chị em mình 18.900.000 đồng nha anh chị em. Màu xanh. Vâng, chiếc màu xanh biển số 84 Trà Vinh, em bán anh chị em mình 19.300.000 đồng. 2018-19 luôn nha anh chị em mình nhé. Rồi, bên này thì có Grander tiếp. Grander màu xám xi măng khá là đẹp luôn, 2016, biển số 72 Vũng Tàu. Em bán anh chị em mình 16.300.000 đồng. 16.300. Ai kết chốt anh chị em mình nè, 125 chạy rất ngon nè. Janus. Chiếc Janus này cũng 125 luôn nha anh chị em mình. FI full xăng điện tử này, giá 14.500.000 đồng nha anh chị em mình nhé. Màu đỏ nhám. Đỏ nhám chỉ có 13.900.000 đồng thôi. 125 FI full xăng điện tử, biển số 93 Bình Phước nha anh chị em mình. Rồi, Vision đỏ đô. Vâng, chiếc Vision đỏ đô này là biển số 68 Kiên Giang. Em bán anh chị em mình với giá là 18.900.000 đồng. 18.900. Màu đen. Vâng, chiếc màu đen nhám này biển số 61 Bình Dương. Em bán anh chị em mình 17.900.000 đồng nhé. Rồi, màu xanh. Vâng, chiếc này màu xanh lá cây, biển số 84 Trà Vinh. Em bán anh chị em mình 18.300.000 đồng. Màu xanh rất là đẹp luôn. Màu vâng đen. Chiếc này Vision màu đen nhám phiên bản 2018. Siêu cọp luôn nha anh chị em mình nhé. Cực kỳ đẹp luôn này. Biển số 36 Thành phố Thanh Hóa. Ai Thanh Hóa chốt đơn em ship cho này, 19.300.000 đồng. Okay. Bao phí ship về Thanh Hóa cho anh chị em mình luôn. Ai lấy xe tại cửa hàng Bất Lộc nha anh chị em mình nhé. Rồi, vâng, chiếc Vision đen nhám này biển số 70 Tây Ninh. Bán anh chị em mình 19.300.000 đồng luôn này. Tiếp tục màu đen. Đen nhám biển số 62 Long An, bán anh chị em mình 19 năm này. Và chiếc đỏ tươi biển số 73 Quảng Trị này, bán anh chị em mình 19.300.000 đồng luôn. Chiếc đỏ tươi này biển 70 Tây Ninh, bán 19.3 luôn nha anh chị em mình nhé. Ai kết chốt nhé. Đấy, Vision thì em phải đang cỡ hai mấy ba chục chiếc Vision nữa. Vision chưa bao giờ mà hết hàng nữa. Chưa bao giờ hết hàng. Chưa bao giờ có cửa hàng nào mà nhiều Vision như cửa hàng Cao Lê. Cửa hàng Cao Lê em là Vision là thiên đình của cái gì? Thiên đường của Vision rồi. Đấy. Rồi, Future. Chiếc này Future 125 FI full xăng điện tử anh chị em mình này, biển số 59 Thành phố Hồ Chí Minh. 2016, bán anh chị em mình 14.500.000 đồng. 14.500. AB. AB 2010 FI full xăng điện tử, biển số 61 Bình Dương này, em bán anh chị em mình 12.900.000 đồng nha anh chị em mình nhé.
Tiếp tục Click 2010, biển số 48 Đắk Nông, em bán anh chị em mình 9.200.000 đồng. Rồi, đây bữa nay bán trống hết nhà đi đây anh chị em mình này. Tiếp tục AB. Xe này AB 2010 FI full xăng điện tử này, biển số Thành phố Hồ Chí Minh, em bán anh chị em mình 13.300.000 đồng. 13.300. Noza. Đây chiếc Noza màu hồng tím rất chi là đẹp, biển 67 An Giang, em bán anh chị em mình 10.700.000 đồng. Tiếp tục Noza trắng. Vâng, Noza trắng nhỏ nhắn xinh xắn, biển 62 Long An, em bán anh chị em mình 10.900.000 đồng luôn nha anh chị em mình nhé. Danh nút màu đen. Xe đất đen nhám 2017, biển số 61 Bình Dương, 13.900.000 đồng cho anh chị em mình. Okay. Luviat. Luviat FI full xăng điện tử, biển số 69 Cà Mau, em bán anh chị em mình 10.900.000 đồng. Rồi Vision màu cũ. Vâng, đây chiếc Vision 2014, biển số 86 Bình Thuận, bán anh chị em mình 12.500.000 đồng. 12.500. Màu đỏ đô khá đẹp luôn nha anh chị em mình nhé. Con này có cặp Novo 6 này, 3 Novo con 6, 3, 4 con Novo 6 luôn anh chị em mình này. Đỏ đen biển 62 Long An này, em bán anh chị em mình 11.800.000 đồng. Và chiếc này xanh xám đen 3 màu phối hợp, biển 67 An Giang, em bán anh chị em mình 11.800 luôn nhé. Đây chứ chiếc Noza nhỏ nhắn xinh xắn, màu trắng nâu rất là dễ thương luôn, biển số 61 Bình Dương, em bán anh chị em mình 10.700.000 đồng. 10.700. Imalook cọc. Noza. Vâng, chiếc này Noza biển số 60 Đồng Nai, em bán anh chị em mình 10.900.000 đồng luôn nhé. Màu trắng rất dễ thương luôn. Rồi AB. AB 2010 FI full xăng điện tử, biển số Thành phố Hồ Chí Minh này. Cái này lên Thái nha anh chị em mình nhé. Đây lên Thái màu cam đen, bán anh chị em mình 15.900.000 đồng. 15.900. Ai kết chốt nha anh chị em đó, mình. Mình nói rồi, Imalook cũng có, lâu lâu mới có hàng mà. Bên kia em đang còn con Imalook màu trắng nữa nha anh chị em mình nhé. Ok, tí nữa mình qua quay luôn cho. Rồi, Basic. Chiếc này là Basic nha anh chị em, 2011 này, xe này 19 năm rồi, hôm nay đại hạ giá cho anh chị em mình này, xả lỗ luôn, em bán anh chị em mình 18 năm luôn. 18.500. Biển 60 Đồng Nai nhé. Đấy, okay. Bán xả bớt lộc cho anh chị em mình 1 triệu luôn. Đấy, thu hồi vốn luôn này, 18 năm. Vâng, chiếc xe Novo 6 màu đỏ đen, biển số 94 Bạc Liêu nha anh chị em mình nhé. Bán anh chị em mình 11.700.000 đồng thôi. 11.700. AB 2010 FI full xăng điện tử, biển số 61 Bình Dương này, bán anh chị em mình 13.300.000 đồng. 13.300. Ai kết rồi, chốt nha anh chị em. Bây giờ mình sẽ qua bên kia, mình quay luôn cái lô bên kia nữa đúng không chị? Bên kia còn nhiều không? Ở bên kia cũng còn nhiều không? Qua quay luôn. Bên đó mấy xe vừa vừa tiền. Qua quay luôn. À, quay luôn. Anh chị em tiếp tục theo chân em bà Việt nhé. Cập nhật một số xe bên cửa hàng kế bên cho mọi người luôn này. Có những dòng xe tầm trung tầm vừa thôi nha anh chị em. Đây luôn anh chị bạn. Hai nào bên cửa hàng em cách nhau 10 mét thôi. Sắp cây lương rồi. Đấy. Anh chị bạn nào có nhu cầu mua mình tranh thủ thời gian ha. Địa chỉ thì vẫn là 497A Nguyễn Tri Phương, Dĩ An, Bình Dương. Ủa bữa nay là tầm trung của cây lương rồi đó nhờ. Đây, ai lãnh lương rồi thì ghé mua ủng hộ này. Ai rồi, đó, có tiền mình mua tiền qua mặt, một ai tí là nhiều. Bước vài bước chân là tới cửa hàng bên này rồi. Thiếu nhiều thì này mình xe mua trả góp qua ngân hàng nhiều này. Rồi mọi người. Đây, bên này có mấy chiếc xe rất là đẹp và dễ thương luôn. Janus 2020 khóa thông minh cao cấp, nâu xám cam 3 màu phối hợp nha anh chị em mình nhé. Biển số 48 Đắk Nông, em bán anh chị em mình 16.500.000 đồng. Hôm nay bán 16 triệu cho mọi người luôn nè. À, 16 triệu luôn. Bữa nay xả dứa. Đúng rồi, con Click 2009 này, biển số 59 Thành phố Hồ Chí Minh, em bán anh chị em mình 8.900.000 đồng thôi nhé. 8.900. Rồi, Noza có ông anh cọc về cái gì ta? Về Khánh Hòa rồi. Cái Khò Long An à? Khánh Hòa. À, Khánh Hòa. Khánh Hòa miền Trung á. Rồi. Khánh Hòa Phú Yên, Khánh Hòa là gần Phú Yên đúng không? Khánh Hòa ở Nha Trang. À. Cái này là chiếc AB đầu bò nha anh chị em mình nhé. FI full xăng điện tử này, biển số 61 Bình Dương, xe 2012 siêu cọp luôn, trắng đỏ đen 3 màu phối hợp này anh chị em, chỉ có 10.300.000 đồng. Rồi lít màu mới nha anh chị em. Chiếc lít này 2019 luôn nha anh chị em mình nhé, rất chi là đẹp nè, mà giá cực kỳ yêu thương luôn này. 125 FI full xăng điện tử này, biển số 61, em bán anh chị em mình 21.900 thôi nhá. Rồi đấy, 21.900. Đem có chiếc Imalook nữa anh chị em mình nè, 2016 nha.
màu trắng xanh siêu cọp luôn. Dòng này nó chạy sướng lắm. Đấy, dòng này chạy rất chi là đầm và êm này. Biển số 60 Đồng Nai 125 FI phun xăng điện tử. Em bán anh chị em mình 10 triệu 900 ngàn đồng nha anh chị em mình nhé. 10 triệu 9 cho một chiếc Imlux màu trắng xanh rất chi là đẹp luôn. Rồi, Novo 5. Ai thích Novo 5 thì mình lấy Novo 5 anh chị em mình nè. Novo 5 2014 nhé. Biển số 93 Bình Phước. Em bán anh chị em mình 8 triệu 500 ngàn đồng. 8 triệu 500. Còn lít bùng gì? Chiếc lít này lít 110 nha anh chị em. Biển 61 Bình Dương. Phiên bản 2013. 8 triệu 9 hôm nay bán 7 triệu 9 cho anh chị em mình luôn. AB đầu bò. AB đầu bò 2012 10.5 hôm nay bán 10 triệu cho mọi người luôn này. 10 triệu luôn. Jupiter. Jupiter FI phun xăng điện tử 2015 biển số 60 Đồng Nai. Em bán anh chị em mình 12 triệu 500 ngàn đồng luôn nhé. Rồi bên này có Winner X này. Winner X khá là đẹp luôn anh chị em mình này. Giá chỉ có 18 triệu 9 hôm nay bán 18 triệu 500 ngàn đồng cho anh chị em mình luôn. Biển số 60 Đồng Nai nha anh chị em mình nhé. Winner X. Quay mở lắc. Bánh mâm thắng đĩa biển số 61 Bình Dương màu cam đen này. Em bán anh chị em mình 11 triệu 500 ngàn đồng. À, xe 50 Elegant nữa này mọi người. Elegant 50cc biển số 93 Bình Phước này bán anh chị em mình 11 triệu 500 ngàn đồng nhé. Đấy, xe cực kỳ đẹp, máy móc êm zin này. Su rớt đã cọc rồi em. À, cọc luôn. Đấy, mọi người cứ ở xa mình cứ thấy con nào ưng ấy á thì mình cứ cọc lại á. Rồi bên cửa hàng ship về hoặc là mình tới cửa hàng lói gì cái đó tùy. Đúng nhiều rồi. Lúc thì đây chiếc xe Vision anh chị em mình này, màu nâu cà phê biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh. Em bán anh chị em mình 12 triệu 900 ngàn đồng. 12 triệu 9. Và đây này cũng là chiếc mình nâu cà phê luôn mà biển số 38, em bán anh chị em mình 11 triệu 9 nhé. Ok. Quay Black. Quay Black biển số 59 thành phố Hồ Chí Minh này, em bán anh chị em mình 10 triệu 500 ngàn đồng thôi này. Đấy, ai kết chốt nhá. AB đã đóng cọc rồi em. Dạ. Rồi, thì đó là giá xe á. Thì tất cả những dòng xe mà hiện có tại cửa hàng ngày nào thì cũng có xe về cả. Anh chị bạn nào có nhu cầu mình mua thì mình nhắn tin qua Zalo cho chị Hà để chị Hà hỗ trợ tư vấn á. Vâng, cảm ơn anh chị em rất nhiều nha. Một lần nữa thay mặt cửa hàng kính chúc tất cả anh chị em mình dồi dào sức khỏe và luôn được bình an hạnh phúc, có những dịp lễ cuối tuần vui vẻ bình an bên gia đình nhỏ của mình nhé. Anh chị em đang quan tâm đến mẫu xe nào thì nhanh chân bớt chút thời gian ghé xem xe ủng hộ cửa hàng xe Cao Lê em nhé. Em cũng xin nhắc lại địa chỉ một lần nữa là 497A Nguyễn Tri Phương, An Bình, Dĩ An, Bình Dương. Em cách cầu vượt Linh Xuân và cầu vượt Sóng Thần khoảng 1 km thôi nha anh chị em mình. Ngay cổng chợ Dĩ An 2, gần trung tâm hành chính Dĩ An, gần chợ Dĩ An 1 và gần Bít Si Dĩ An. Vâng, cảm ơn anh chị em mình rất nhiều. Chào thân ái và hẹn gặp lại tất cả anh chị em mình. Nhớ like, chia sẻ, ủng hộ nha anh chị em mình nha.